các bạn thân mến, sau khi các bạn tải cái file theo cái đường link mình có để ở bên dưới cái mô tả về thì các bạn sẽ có một cái tệp tin có dòng chữ như sau. Đó, màu xanh đó các bạn, đấy. Cái tệp tin sẽ có dòng chữ giống như cái dòng chữ màu xanh mình ghi đó. Khi các bạn tải về nó sẽ nằm ở trong cái mục download nha. Còn đây là mình đang quay lại là mình đang để ở trong cái ổ e của mình rồi. Còn khi mình post lên trên mạng, các bạn tải ngược về thì nó sẽ nằm trong ổ download nhé. Các bạn nhớ tìm trong mục download đó. Sau đó chúng ta kích chuột vào tệp tin WinRAR đó. Ok. Sau đó chúng ta mở vào cái mục setup. Ok. Chúng ta kéo đến tìm cái mục tệp tin setup, tệp tin thực thi. Chúng ta kích thẳng vào nó để nó xả lén. Đó, sau đó chúng ta run, có nghĩa là tiếng Anh thì mình không hiểu lắm, có nghĩa là cài đặt đấy. Chúng ta cứ lách thôi, chọn ngôn ngữ nhé, nhưng mà ở đây nó có tiếng Anh là để tiếng Anh thôi. Lách, cứ nhìn theo, các bạn nhìn theo cái gì mình đang làm đó, cứ làm như vậy thôi ha. Bạn nào thấy nhanh quá thì có thể tạm dừng lại để xem. Quá trình cài đặt này diễn ra trong vòng vài phút, tùy vào cấu hình của từng máy nhé. Máy nào mà chậm thì có thể cài rất là lâu. Máy mình thì cũng dòng trung bình thôi. Đang xài con các màn hình này là 750 Ti. Cũng chạy, nói chung là cũng tạm ổn vì mình chạy rất chi là nhiều chương trình một lúc. Mình có chạy cả Photoshop này, đang chạy cùng một lúc Photoshop này, rồi quay phim này, rồi phần mềm dựng phim này, rồi chạy view YouTube này, rồi ôi nhiều lắm, ba cái trình duyệt nữa. Nhưng mà cũng thấy ổn. Còn máy các bạn mà yếu thì có thể cài lâu hơn. Và đây là cái phần mềm dựng phim mà mình ưng ý nhất. Nó có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời, như là hiệu ứng đám cưới, rồi hiệu ứng phim trưởng, những cái phim mà ra võ, ra vẽ, ra trưởng lửa, rồi thì nói chung là mưa, gió, bão, tuyết, cái gì nó cũng có hết, tất cả các hiệu ứng các bạn phải tự khám phá. Còn sau này thì mình sẽ làm những cái clip hướng dẫn chi tiết từng cái mục sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm intro cho một đoạn, intro cho đám cưới, hoặc là intro cho vlog hay là cái gì đó ha. Nói chung rất chi là dễ, không có gì khó cả. Và nó cúp khổ, rồi thì chỉnh màu, nói chung nhiều thứ lắm, vân vân và vân vân. Nói chung là ok, xong rồi đó các bạn. Như vậy là chúng ta cài đặt xong rồi, tắt nó đi. Sau đó thì chúng ta mở cái tệp crack. Các bạn nhìn thấy crack không? Đó, quay ra crack đã. Quay quay ngược ra. Đó, cây gần đó. Đó. Chúng ta chọn làm theo cái hướng dẫn của mình ấy nhé. Đó, vào cái icon của cái phần mềm ở ngoài desktop ấy. Sau đó chúng ta chỉ cần copy hai cái cây trong đó vào thôi. Đó. Đè lên. Và sau đó chúng ta chỉ cần nhấn cái file đăng ký pass ạ. Đó. Chúng ta giết, nó hỏi thì chúng ta cứ giết ok. Và như vậy là chúng ta đã rắc xong rồi. Vậy thôi. Cơ bản như vậy là chúng ta đã rắc thành công rồi đó. Xong hết rồi các bạn. File kia thì không cần thiết. Nó có một file cây gần đó, nhưng không cần thiết, mình chỉ cần kích mấy cái file đăng ký đó là xong rồi đó. Ok. Để cho chắc cú thì mình kích đi kích lại vậy thôi.
và sau đó chúng ta mở phần mềm lên. Nó có hỏi là cái gì đó các bạn lô nhé, có nghĩa là không có update và cũng không có gì hết á, vì đây là bản rắc mà. Chúng ta cũng không đăng ký ha, nhấn vào skip bỏ qua. Mình không dành tiếng Anh lắm, nhiều khi đọc mấy cái từ cứ như thế nào thì mình đọc tiếng Việt Nam như thế là xong rồi. Ok, và như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công cái chương trình dựng phim. Cái gì đó mình không dành tiếng Anh lắm, và ProRetalk gì đó 16 ha. Bản này là bản mình vẫn hay dùng để dựng phim đám cưới cho người ta, và mình cũng hay dùng để làm YouTube. Nó rất chi là chuyên nghiệp, và nói chung là mò mãi nó cũng không hết được, nó rất chi là nhiều công cụ. Cho nên các bạn tải về hãy tự mình khám phá, và những clip sau mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng nó. Rồi các bạn hãy, nếu mà thấy hay á thì hãy cho mình một like và một đăng ký để mình có tinh thần ra những clip hay hơn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nhé.